Họ tầm sáu.
Ăn chuồng nó mới chừng. Sao? Ăn mà đâu mới chừng ba. Nói lớn lên. Cái gì? À. Thấy không có bếp trắng. Xa quá sao không? Rất hay. Vì lần sau bé chân cứ đi bà óc cứ đi taxi nha, bê tô trả tiền. Đi đâu lại mình cũng phải đòi quá đơn nữa hả? À, uống ba uống chai nữa mới về. Muôn là khoái hình dê rồi. Má nãy muôn nó bóp đít mình luôn mới ghê chứ. Quả chứ nghe được. Thì tao lấy nó bóp đít luôn đó ba. Sao không đỡ được. Nghe các bạn tím lại rồi. Ước không sao hết. Úp hình đi Dũng ơi. Đậu má úp clip luôn ba. Đúng rồi, úp clip luôn. Phải úp lên. Úp lên thằng Moon. Má chết mẹ luôn. Con. Chết thằng Moon nè. Úp đi, úp lên, úp clip luôn. Chết mẹ Moon rồi. Trời ơi. Ủa thằng Môn, thằng Môn nó gục à hả? Event gì mới không? Có anh. Event mới. Beto mới được cái bút Luna kìa. Mình vũ rồi, mình vũ rồi. Chắc đi up clip rồi. Hả? Chắc đi up clip.
đó.